quý khán giả. Thanh Tân rất vui mừng được chào đón quý khán giả cùng đến tham quan một đường phố mới, cùng trò chuyện với các vị khách quý, chọn lựa thêm một cuốn sách hay và cùng thưởng thức một món quà hàng đầu của đất Hà Thành Văn Hiến. Trong không khí của mùa xuân mới kỳ sử năm 2009, xin mời quý khán giả cùng với biên tập viên Thanh Thảo đến thăm một đường phố mới của thủ đô Hà Nội. Xin chào chị Vân, Thanh Thảo xin kính chào quý khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Hiện nay Thanh Thảo đang có mặt tại một dãy phố nằm sát bên cạnh của trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, dãy phố mang tên Nguyễn Đức Dục. Nhưng trước khi đến với dãy phố, Thanh Thảo xin mời chị Vân hãy cùng giúp quý khán giả tìm hiểu về lịch sử và lễ lịch của vị danh nhân Nguyễn Đức Dục mà dãy phố vinh dự được mang tên. Vâng, thưa quý vị, trong cuốn sách lịch sử Quốc hội Việt Nam 1946-1960 có tấm chân dung của nhà cách mạng Nguyễn Đức Dục. Ông sinh năm 1915 và mất năm 1993. Nhà cách mạng Nguyễn Đức Dục quê ở xã Xuân Đỉnh, Tứ Liên, Hà Nội. Dòng họ Đỗ của ông là một dòng đại tộc có nhiều thế hệ vang danh qua bảng và có công hiến lớn lao cho đất nước. Ông đã tốt nghiệp cử nhân luật và là đảng viên Đảng Dân Chủ Việt Nam. Ông được cử đi dự hội nghị Tân Trào vào tháng 8 năm 1945. Năm 1946, ông được bầu là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 1. Trong kháng chiến chống Pháp, ông đảm nhiệm cương vị Phó Bí thư Tổng bộ Việt Minh. Sau đó, ông giữ nhiều cương vị quan trọng khác như Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Ông đã được nhà nước tặng huân chương độc lập hạng nhất, nhiều huy chương cao quý khác. Phố Đỗ Đức Dục kéo dài từ ngã ba đường Phạm Hùng, bên phải là trung tâm hội nghị quốc gia, đến ngã ba đường số 7 giao với khu Mễ Trì thuộc xã Mễ Trì, huyện Tứ Liên. Phố dài 700m, rộng 30m. Phố được đặt tên tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 13 tháng 6 năm 2008. Phố tiếp tục là một dãy phố mới được mở ra trong khi đô thị mới. Với cảnh hoa trên phố rất rộng rãi và thoáng đãng, Thanh Thảo cũng như quý khán giả đến với dãy phố chắc hẳn đều ghé thăm trung tâm quốc gia Mỹ Đình, là nơi thường diễn ra những hoạt động mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình nằm ở cửa ngõ phía tây nam của thủ đô Hà Nội. Đây được coi là tổ hợp công trình đa năng lớn nhất tại thủ đô. Đây cũng là nơi đã diễn ra nhiều hoạt động quan trọng như hội nghị thượng đỉnh APEC lần thứ 14 năm 2006 hay vận đài Liên Hợp Quốc lần thứ 5 năm 2008. Hội nghị quốc gia không chỉ là một địa điểm đẹp ở trên phố mà còn là một điểm nhấn kiến trúc đáng nhớ ở trong khu vực. Điểm đến tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng tới thăm là đâu vậy Thanh Thảo? Chị Thanh Hà, điều như là trên phố đã được xây mới, mang lại cho dãy phố một diện mạo khang trang và đường thoáng hơn trước. Phần lớn dân cư ở đây là người dân của xã Mỹ Trì. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện và gặp gỡ gia đình trên phố. Dạ chào chị ạ. Thưa chị, xin chị cho biết là trước khi cư thì dãy phố này có diện mạo như thế nào ạ? Trước khi ở đây quy hoạch thì tôi thấy diện mạo đây là một cánh đồng ruộng lúa. Thì người dân ở đây thì là chưa có cái đường này thì là đi lại nó rất là không thuận lợi. Bây giờ dãy phố Đỗ Đức Dục được mở thì là tôi thấy là nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên và đời sống của nhân dân cũng càng ngày càng tốt hơn. Một đặc điểm chung của mỗi đường phố mới mở và chính thức được đặt tên của thủ đô Hà Nội là nét sinh hoạt cũng như chất lượng cuộc sống của người dân đã được cải thiện. Vậy còn trên phố Đỗ